Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Hàng ngàn sinh viên đã tuần hành tại trung tâm của thủ đô Athens tại Hy Lạp trong ngày 8 tháng 3 để phản đối việc mà Quốc hội nước này chuẩn bị bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép các trường đại học tư của nước ngoài được thành lập các phân viện tại đất nước này. Cuộc biểu tình ôn hòa đã trở nên bạo lực khi mà có khá nhiều đối tượng tìm cách để tấn công vào cảnh sát. Cảnh sát Hy Lạp đã buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp các nhóm sinh viên quá khích, những người đã ném bom xăng và dùng chai thủy tinh tấn công cảnh sát. Ít nhất 8 người bị thương và 9 người bị bắt trong các cuộc đụng độ. Quốc hội Hy Lạp dự kiến thông qua dự luật mới về cấp phép đào tạo cho các trường đại học tư thục, trong đó đề xuất các trường này được cấp bằng tương đương với bằng tốt nghiệp đại học công lập, đồng thời cho phép các trường đại học nước ngoài mở chi nhánh ở Hy Lạp và thu học phí. Phía sinh viên thì cho rằng dự luật sẽ làm giảm giá trị các bằng đại học công lập và chuyển nguồn vốn ra khỏi các tổ chức công. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis lại cho rằng dự luật này sẽ giúp đảo ngược làn sóng di cư của hàng chục ngàn sinh viên Hy Lạp đến các trường đại học ở nước ngoài. Theo ông Mitsotakis, đây là lực cản đối với nền kinh tế vẫn đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài một thập kỷ.